나와서 인터넷에서 즉 남남의 소중함을 함께 동료로 직접 보여드리겠습니다. Và cái chương trình tiếp theo là tiết mục biểu diễn chúc mừng lễ khai mạc với tên gọi Mừng nở những đóa hoa của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc với bối cảnh hoa cung xinh đẹp của quốc đô miền Nam Sinla của Hàn Quốc cùng với những vũ điệu ca khúc và nghệ thuật thời Sinla mà để cho chúng ta câu chuyện cùng các tay múa nhân viên văn hóa tươi đẹp. Rồi rồi, không phải đường chưa có té nữa. Thank you.
Bình thân, mình anh đi.